Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 57 ngày 6 tháng 11 tại phòng kỹ thuật, tầng 8, chung cư Tân Thịnh nằm trên đường Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An. Thời điểm trên, phòng kỹ thuật bất ngờ bốc cháy dữ dội rồi nhanh chóng lan ra các hệ thống điện tại phòng kỹ thuật 3 tầng 8,9, 10 của chung cư. Vụ cháy khiến khói bốc nghi ngút, lan tỏa các hành lang và cầu thang. Cháy chung cư khiến hàng trăm hộ dân hoảng loạn chạy ra đường. Nghe chung báo cháy và hô hoán của mọi người, hàng trăm hộ dân trong tòa nhà này nháo nhào chạy ra ngoài thoát thức. Nhiều người già, trẻ nhỏ cũng được các gia đình hỗ trợ khẩn trương đưa ra ngoài đường. Thời điểm các cán bộ chiến sĩ chữa cháy có mặt tại hiện trường, hàng trăm người dân đang cố gắng thoát ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, ùn tắc, rất nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Phòng kỹ thuật của 3 tầng ở tòa chung xảy ra cháy. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát chữa cháy triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ những người còn mắc kẹt ra ngoài an toàn. Đến 4 giờ 20 sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Một chiến sĩ cảnh sát ngạt khói trong lúc làm nhiệm vụ phải đi cấp cứu. Trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một chiến sĩ cảnh sát bị ngạt khói và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 115. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức